còn đây là ninh chi và đây là cao sư ngựa. Khi mà anh chị đi tham quan và đi shopping ở bất kỳ nơi nào, quần áo, mỹ phẩm, sâm hay bất cứ thứ gì thì đều có hết cả, nhưng trừ cao sư ngựa và lấm ninh chi có đi bất kỳ đâu cũng không có, vì đây là sản phẩm độc quyền ở đây và của chính phủ quản lý. Ngay kể cả người trong nước cũng đều phải mua từ ở đây, còn đi bất kỳ đâu cũng không có. Cho nên tất cả những cái này là sản phẩm độc quyền nên đều được đựng ở trong cái ông thần Ha La Băng, là biểu tượng của đảo Jeju Tô. Và tất cả thì đều được cái tập đoàn Samsung và có tên của đảo Jeju Tô. Giá thành, số điện thoại nhân là trang web hạn sử dụng là đều được niêm yết sẵn ở trên tất cả các sản phẩm. Cho nên là cô chú anh chị có nhu cầu thì mình có thể mua, còn không mua thì thôi nhá. Và ở đây thì người ta có một cái cách thử mật ong rất là đơn giản thôi. Có thể lấy bất kỳ cái bát nào và sẽ cho mật ong vào và cho nước vào, mình sẽ nắp. Nếu là cái mật ong có đường thì nó sẽ hòa tan, vì đường nó tan rất là nhanh. Còn nếu mà mật ong 100% mà không được cho ăn bằng đường đó thì nó sẽ không có tan. Bây giờ thì sẽ thử vào bụng trước. Có ai có chai nước không ạ? Khí gửi. Còn này ở hai chai nhỏ. Và bây giờ sẽ đổ cái nước này đi. Và vừa nãy cho vào từng nào thì vẫn lấy lại nguyên được như thế. Cái mặc dù khi mà ngâm nước ở trong mật ong rất là lâu mà cũng không có bị hòa tan, vì nó không có đường. Còn nếu mà con ong mà được ăn bằng đường là nó sẽ tan rồi, vì đường nó tan rất là nhanh. Có thể có còn bây giờ sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng. Cái mật ong này là mật ong 100%, cho nên là buổi sáng khi mà ngủ dậy đó là sẽ múc một muỗng như thế này, có thể cho vào bánh để ăn cùng hoặc là ăn trực tiếp luôn thì nó sẽ rất tốt cho cổ họng. Người nào mà hay bị ho khi mình ăn trực tiếp thì nó sẽ rất tốt cho cổ họng. Ho hen với những người mà bị đau bao tử dạ dày và nhà vệ sinh toilet. Con sẽ hướng dẫn. Chị ơi, cái này còn có thể để làm đẹp. Một muỗng mật ong và nằm đỏ trứng gà dùng để massage. Năm nay tôi 30 năm tuổi và tôi cũng thường hay massage như thế. Còn cách bảo quản khi mà dùng cái muỗng này rồi mà bị dính nước miếng vào đây thì không được cho vào trong này nữa, vì cái nước miếng nó có vi khuẩn, nó sẽ làm cho cái này bị hỏng mất. Nhà nào mà có em bé mà không biết mà bị dính nước miếng vào thì cho vào trong tủ lạnh để bảo quản. Và kể từ khi mà anh chị mở nắp ra sử dụng đó là mình sử dụng trong vòng 2 năm. Còn nếu như không mở nắp ra mà mình để nguyên như thế kia thì mình có thể để được 5 năm 10 năm, còn mở nắp ra thì chỉ được 2 năm thôi nhá. Mà đến 2016 đều có ghi ở trên này hết cả. Mở ra rồi để tủ lạnh được không? Nếu mà mở ra thường thường là bảo quản ở bên
ở bên ngoài. Nếu như mà bị dính nước miếng vào thì mới cho vào trong tủ lạnh được để. Còn khi mở ra mà không có dính gì hết thì vẫn tiếp tục ở lại ở bên ngoài. Tháng mấy là được rồi. Và còn đây là nấm ninh chi. Có biết nấm ninh chi không ạ? Cái nấm ninh chi này thì ở Việt Nam là cô chú anh chị thường hay đun nước lên để uống, xong rồi đem giục cái nấm này đi và không có sử dụng. Còn ở đây thì không có như thế, mà người ta dùng trực tiếp nguyên cả cái nấm này về. Vì trong cái nấm này nó có rất là nhiều tác dụng. Khi mà mình giục nó đi thì mình rất là tiếc. Và người ta lấy trực tiếp cái nấm ninh chi này về, xong rồi là xay ra. Và nó rất là dễ sử dụng. Khi mà nó thành cái dạng bột như thế này rồi đó, thì mình chỉ việc vừa tiện lợi cho mình dùng, và mình còn dùng trực tiếp nguyên cả cái nấm này. Và khi mà mình dùng đó là buổi tối đi ngủ, mình chỉ cần múc một muỗng mình cho vào đây, và mình cho nước ấm vào mình hòa, mình sử dụng là được. Và mình dùng trực tiếp nguyên cả cái nấm này. Cái này thì có tác dụng là dành cho những người mà hay bị đau đầu và những người mà bị rối loạn tiền đình, và dùng để tuần hoàn máu, lưu thông máu, và đặc biệt tốt cho những người mà huyết áp thấp, huyết áp cao, dùng để cân bằng và ổn định huyết áp cho cơ thể. Nhưng mà cái này chú ý một điều là chống chỉ định không sử dụng cho trẻ em, vì trẻ em đang ở độ tuổi phát triển, không có bị đau đầu hay là huyết áp thấp, huyết áp cao hay là máu không lưu thông, cho nên không sử dụng cho trẻ em và chỉ dùng cho người lớn thôi. Buổi tối trước khi đi ngủ, múc một muỗng và hòa nước để uống, và mình nằm xuống cơ thể được thả lỏng, nó sẽ cân bằng và ổn định huyết áp rất là tốt. Còn cái cuối cùng ở đây, cái này là cao xương ngựa. Đây là cái cuối cùng. Cái này là xương của cái con ngựa nùn đó. Còn cái quá trình chế biến có thể coi ở đây. Cái này chế biến hoàn toàn khác. Ở Việt Nam là thường lấy bất kỳ xương của con gì xong cho vào trong một cái xong để đun nó lên, xong rồi làm thành miếng cao. Còn ở đây thì không có như thế, vì cái này là xương và là canxi. Khi mà mình cho vào trong nước để đun lên đó, nó sẽ bị cạn dần và không có còn được nguyên chất nữa, mà là lấy trực tiếp nguyên cái xương này về và đem sấy khô nó lên, xong rồi xay ra và làm thành bột như thế này. Và người ta còn trộn cùng với lại một ít sâm, củ sâm đó, để cho nó mất mùi vị tanh của xương, và rất là dễ sử dụng. Mình chỉ việc cho vào miệng mình nhai là được, hoặc là trẻ em thì có thể cho vào trong sữa để cho nó tan, thì cái này là bột. Và cái này thì có tác dụng cho những người mà hay bị thấp khớp, đau đầu gối, khi mà đứng lên ngồi xuống đầu gối bị đau, những người mà bị thấp khớp đó, đau lưng, đau vai, đau cổ, và những người mà tay chân của mình co duỗi không có hoạt bát, mình hay bị tê tay tê chân đó. Còn trẻ em là giúp cứng xương, cung cấp canxi và chống còi xương và chống loãng xương cho cơ thể. Có ai muốn dùng thử cái cao xương ngựa này không? Cô gì đâu. Cái này khi mà mình nhai mình thấy nó rất là thơm, vì ở bên trong nó còn có cả sâm nữa. Đây. Làm cháy. Cho cô hỏi thăm nha. Ví dụ mình dùng hết rồi thì mình muốn dùng nữa thì mua ở đâu? Không cơ, cái này nó có một liều của nó. Tí nữa sẽ giới thiệu ạ. Nó có một cái liều của nó. Không, nhưng mà nếu mình xài hết cái hộp này đi được mua ở Việt Nam có không? Nếu như là một chút nữa, cháu sẽ nói cho cô về cái đó. Ngon lắm, giống như cả sô-cô-la. Ở bên trong nó có sâm nhưng rất là thơm. Bây giờ sẽ nói lại tác dụng của từng thứ một nhé. Cái mật ong là 1.200 gram, có giá là bằng 40.000 won, tương đương với lại 40 đô la. Viêm họng, dạ dày, táo bón, chị ơi massage. Ninh chi 800 gram cũng là 40.000 won. Cái này buổi tối trước khi đi ngủ,
và cùng với nước để uống. Chống chỉ định không sử dụng cho trẻ em. Đau đầu, tuần hoàn máu, lưu thông máu, huyết áp thấp, huyết áp cao, cân bằng và ổn định huyết áp trong cơ thể. Còn cao su ngựa thì coi ở bên kia. Cái cao su ngựa này là buổi sáng 10 viên và buổi tối 10 viên. Thấp khớp, đau, đau đầu gối, đau lưng, đau vai, đau cổ, tay chân, co duỗi không có hoạt bát. Trẻ em là giúp cứng xương, cung cấp canxi và chống loãng xương. Cái cao su ngựa thì nó có phân ra làm 3 loại. Đây là 100g một tháng. Cái này là thường thường là để sử dụng cho trẻ em để giúp cứng xương và cung cấp canxi. Còn đây là 200g 2 tháng. Cái này là thanh thiếu niên và thanh thiếu niên và phụ nữ sau khi sinh nở để chống loãng xương. Còn cái này là dành cho người lớn tuổi, người từ 60 năm tuổi trở lên là mình sử dụng trong vòng 1 năm và chỉ dùng 1 năm thôi. Còn người dưới 60 năm tuổi trở xuống thì mình có thể dùng 6 tháng thôi. Là một hộp lớn, một hộp nhỏ như thế này là 6 tháng. Và cái cao su ngựa này đối với người lớn tuổi, khi mà mình dùng từ 2 tháng đó là mình sẽ thấy hệ xương của mình không còn bị đau nhức nữa. Nhưng mà anh chị nên uống hết cái liều của nó thì nó sẽ có tác dụng được rất là lâu dài. Chứ không được còn đau nhức nữa thì vẫn phải dùng hết. Chứ không được thấy nó không còn đau nữa mà lại đem cất đi, khi nào đau mới lôi ra sử dụng là không có được. Còn đối với người lớn, để tư vấn cho một chút nhé. Nếu như người nào muốn mua cao su ngựa đó, mua cái 100g này với cái 200g này thì đừng có lên mua uổng tiền. Vì nó rất là nhỏ, cái này chỉ dành cho trẻ em thôi, nó không có đủ ngấm vào. Một set cao su ngựa này thì mình mới được tặng 2 hộp nấm ninh chi. Hoặc là mình có thể lấy một nấm ninh chi và một mật ong. Còn nếu như mình mua một lửa set này là mình được tặng 1 hộp. Còn giá của cao su ngựa mình có thể coi ở đây. Cái này là 100g 1 tháng là 40.000 won. Còn đây là 200g 2 tháng 80.000 won. Còn nguyên một cái set này là có cái 4 cái hộp này là 1200g. Cái này là 1200g, cái này là 1 năm. Cái này là bằng 400.000 won và được tặng 2 hộp. Còn nếu như là mua một lửa set này là 600g. Một lửa set này, anh chị ơi, một lửa set này là 600g. Cái này là 200.000 won và được tặng một hộp cao ninh chi. Và mình có tiền đô, tiền hàn hay là thẻ tín dụng là đều được hết. Bây giờ thì đã giới thiệu xong rồi đó. Cảm ơn anh chị đang giúp suy nghĩ, bắt đầu. Chỉ có 2 tháng rưỡi là hết thôi. Lần 2 này đưa ra đủ 3 món rồi. Để 3 năm được không? Được, không có sao cả, cho vào trong tủ lạnh để bảo quản. Bây giờ cô mua 2 hộp này được tặng cái gì không? 2 hộp được tặng một cái túi ni lông. Trời ơi, chị ơi lấy một xe. Đúng. Đấy, còn lại là lấy một lửa nữa. Ông gì tao làm lửa nữa cho. Lấy một lửa thì được tặng một cái kia. Lấy một lửa.